Thưa quý vị, trong công gian khẩn gửi văn phòng chính phủ về góp ý dự thảo kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước, Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề xuất nối lại đường bay quốc tế của Bộ Giao thông Vận tải và đề xuất Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế từ tháng 12. Với 61 khách sạn cách ly có thu phí, quy mô gần 6.200 giường và đang tiếp tục mở rộng thêm các khu cách ly có thu phí mới, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đủ khả năng tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tập trung đáp ứng yêu cầu tổ chức chuyến bay thương mại quốc tế trong thời gian tới. Về điều kiện cách ly, nhân viên ngoại giao, chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam mang hộ chiếu vaccine sẽ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, nhà hoặc khách sạn tối thiểu 7 ngày. Công dân Việt Nam, người diệt định cư ở nước ngoài thì tự cách ly tại nơi cư trú, nhà hoặc khách sạn theo địa điểm đăng ký với chính quyền địa phương tối thiểu 7 ngày. Khách du lịch nhập cảnh thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.